em thắng chào cô bác hiện tại là cô bác đang tìm kiếm giống cây nhãn này để trồng rất là nhiều à, ngoài à, những cơ sở uy tín thì à, mình thấy trên thị trường vẫn có nhiều bạn bán cây bên em cứng nha lũ rễ non chất lượng cây là rất là ok thì mới giao ra thị trường cao khoảng 7 tấm tấc bên em gọi giống này là nhãn long tiêu tứ quý số lượng lớn nha bà con có những cây nó đột biến nó quá cao như thế này nhưng mà số lượng này ít ha bà con mà tới trực tiếp nhà em lấy những cây này là ok còn gửi đi đường bưu điện thì sợ thứ nhất là nó gãy thứ hai nữa về nó không đảm bảo rễ nó cũng nhiều lắm nó đang lú ra đó bên này nữa nó lú ra nhưng mà đi đường bưu điện thì bà con biết rồi nó bị dần giật không biết như thế nào cây này thì ra trái tự nhiên À, trái lớn hạt tiêu mà cơm dày không cần phải xử lý vẫn ra quanh năm đi qua bên đây vẫn có nghe cô bác <laughs> em để lại gai cũng có mận xanh đường hcs của Sóc Trăng đây và đây là một cũng một giống nữa có mấy anh em hỏi tại sao mà em bán uh, giống này giá thấp quá do là đơn giản là em sản xuất nhiều và cây nhà nữa thì em em bán cho bà con dễ trồng thôi đây là nhãn phát tài hình lá nó, nó nhìn cái nếu mà nãy bà con để ý cây kia cây này lá nhìn hình khác rồi nhãn phát tài đó bà con phát tài phát lộc đây lá nó rủ rủ xuống nè nhãn phát tài hiện tại em bán 80.000 chục ngàn cây bao ship tới nhà còn nhãn long tiêu tứ quý thì em bán 130.000 ba cây bao ship tới nhà mua nhiều em giảm giá 5 cây là bao ship dưới năm cây bà con trả tiền ship dùm em báo giá luôn cho bà con dễ mua có cũng khá là nhiều cây có lên hai ba tược như thế này ừ. có nhiều bà cây thì nhiều bà con ta thì thích cây lên một tược nhiều bà con thì thích lên hai ba tược cũng đủ loại đủ cỡ để bà con chúng ta dễ lựa chọn mua mình trồng cây cứng thì bắt đầu nó rụng bớt lá nghe cô chú còn nếu mà cây mới thì nó giữ bộ lá đầy đủ rất là đẹp đủ cỡ hết bà con nhiều nói chung là tới mấy trăm cây lận nhãn long tiêu tứ quý đây có mận xanh đường hcs đi rồi cảm ơn bà con nha mua giống thì liên hệ em thắng ở chợ lách bến tre